Chè san tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này ấy, mọi cái mặt hàng chúng được gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Cái chè này thì mẹ cháu Lực tự đi lên trên đồi chè và đi thu đi hái về xong là tự sao đó cô bác đấy. Cháu Lực cũng rất là mong các bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thương hiệu nho nhỏ của mình nhé cô bác. Ở đây thì cháu Lực sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà cô bác nhé. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì là lại đến ngày cuối tuần rồi các bác. Có lẽ là bây giờ cháu Lực đang ghi hình là vào ngày chủ nhật, nhưng mà cái thước phim này thì cháu Lực sẽ đăng tải lên là vào ngày mai cô bác, thì sẽ chậm hơn một ngày cháu Lực. Một ngày cháu Lực để đi quay các bác. Đấy, bây giờ thì đi quay xong thì tối về thì anh em còn phải chỉnh sửa lại, thì đến sáng ngày mai thì mấy anh em mới đăng được các bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục xuống là thăm ông cụ mà sống neo đơn mà một mình các bác. Hoàn cảnh thì trong thời gian qua cháu Lực chia sẻ lên thì có chị Trần Đố Giáng My có đồng hành cùng cháu Lực để đi giúp đỡ hoàn cảnh này các bác. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng được sự đồng ý của chị Trần Đố Giáng My là mua cho ông một cái áo rét với lại mua cho ông thêm là thịt nữa cô bác ạ. Đấy, cháu Lực cũng đã nói với chị Giáng My rằng là cuối tuần thì cháu Lực sẽ vào thăm ông cụ một lần và xem là ông cụ thiếu những cái vật dụng gì hay là thực phẩm gì thì cháu Lực sẽ mua vào để thăm ông luôn cô bác. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà con chú anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Sáng hôm nay thì có vẻ như trời mưa rất là nhiều cô bác, mưa từ sáng đến tận đầu giờ chiều luôn thì mới tạnh, thì lúc đấy thì mấy anh em mới đi ra ngoài được trên nhà của ba ông cháu ấy cô bác. Thật sự ra thì hôm nay mưa thành ra là không có vận chuyển được vật liệu nữa cô bác. Đấy, từ cái đoạn đường vận chuyển ở trên nhà ba ông cháu thì cô bác cũng đã biết rồi, nếu mà mưa thì không có vào được, mưa một tí thôi thì đường nó cũng rất là trơn rồi. Cái tiến độ thì nó sẽ chậm hơn một chút cô bác so với dự định của cháu Lực tính ra, nhưng mà sẽ cố gắng là hoàn thành nhà của ba ông cháu sớm hơn, càng sớm càng tốt để cho ba ông cháu có một ngôi nhà mới hơn cô bác. Đấy, cháu Lực nhìn thấy là dây điện của bà con cô bác không có dùng cột nhiều cả, rất là thớp này cô bác này. Đấy, điện này mà hở thì cũng rất là nguy hiểm. Sau một tuần không xuống thăm ông cụ các bác thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy là xung quanh nhà của ông cụ thì ông ấy cũng đã gặt hết cái phần lúa của nhà mình đi rồi. Không biết là năm nay ông sẽ gặt được bao nhiêu bao. Vậy ở đây có một con trâu rất là to này các bác. Nhìn trông rất là hung dữ cho nên là chắc là phải né né một chút. Ồ, đi nhầm đường rồi. Hay phải để ý chó một tí nhá, hiểu nhá, chứ không là tí chó nó vòng vòng đằng sau lại nó cắn 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 trộm một cái thì lúc đấy lại rất là phiền phức. Dê dung ở dân bố tầm á má à, có ông thì đang ngồi ở ngoài kia cô bác ạ, không biết là ông ạ đang làm gì ở ngoài đấy. Đứng đây gì, đứng đây đang, ồ đi mà phúc vậy tầm á, phúc nào, ui đây. Vừa rồi thì cháu Lực nhìn thấy là chó này nhìn trông mà rất là ghê này các bác này. Cẩn thận nhá. Hưng ơi, chó em ơi. Chó này phải lấy xích vào chứ. Không xích à?
Vừa rồi thì cháu được nhìn thấy là nhà của em, của ông cụ, của bác đang hình như là giá gạo hay sao ấy, không có dùng bằng máy sắt đâu. Làn răng lấy cái này bố. Đây chứ mấy. Ồ, đang tắm khâu á. Tắm khâu. Tắm khâu rồi nè. Không màu á. Ô, em khai làn hết rồi nè. Khai khai lên. À, ở đây thì đang làm cốm này cô bác này. Thơm nhỉ. Thơm á. Em là giá, cho anh xem một tí nhá. Đây, cái này hoàn toàn để làm bằng thủ công thì mới ngon được cô bác. Đây, ở đây thì là những cái hạt mà hạt thóc, hạt nếp ấy cô bác, để làm ra được như này. Rất là thơm cô bác ạ, chỉ cần là đi qua thôi nhá, nhìn thấy thơm rồi. Ở đây thì là cái thóc mới ấy cô bác. Này, ông Peter khai thóc còn này. Phải chín chứ cả. Chín nhá. Làm thử chưa chăng hả? Ông bên đây văn bên mới đọc vẽ, mua còn bắt đầu mà em văn nó khẳng lắm. Hôm ở đây thì còn hoàn toàn là làm bằng thủ công này các bác. Có mệt không em? Hả? Có mệt không? Gọi bằng chị hay bằng em? Thế nào? Em trên. Ơi. Em trên. Em này à? Là sinh năm bao nhiêu? 10. Sinh năm 2010 à? 2010 là năm nay đang học lớp mấy? 8. Đây là mẹ à? Bạn Hiệu à, cầm hộ một chút nào. Hộ chị gái nó một chút xong, hộ em gái nó một chút xong rồi một tí nữa chắc là em cũng cho một chút rồi. Này là có phải nhà mình không? Có. Có à? À nhà em đây à? Này, ông cụ thì cũng thấy cho được xuống đây và cũng đi xuống đây rồi cô bác. Cô Văn giữ cả nhà rồi chứ? Cô Văn giữ cả nhà. Hòn khâu nào bà? Hòn lâu dưới đây hòn khâu nào bà? Hòn nào ra? À. Nhà ông thì vừa giáo lực vừa hỏi rằng là gạt là lúa hết chưa, thì ông bảo là gạt hết rồi. Này muốn một mẻ thì mình giá tầm bao nhiêu tiếng? Không biết. Không biết à? Thế là cứ giá bao giờ mà nó ra hết vỏ thôi à? Ây. Ôi có vẻ là vận động một chút các bác cũng là cảm thấy là mỏi hết cả chân đi rồi. Làm được bao nhiêu tiếng rồi? Tiếng dưới. Hả? Tiếng dưới. Tiếng dưới rồi à? Ôi cũng lo phết rồi nhỉ. Thế là một tiếng dưới là cứ ngồi cứ làm như này à? À. Em gái này thì vừa giá xong thì cô thì vừa đảo lên cho nó tươi lên cô bác. Ồ, cái này thì cũng hỏng hết rồi nhỉ. Cái này thì chắc là làm từ rất là lâu rồi ấy. Ôi, em làm một tí đi nhá. Được chưa? Có vẻ là thấm khá là mệt rồi quá. Em còn đi. Ờ, em khải làm đi hoặc nhỉ. Cái này thì, này em tôi hốc bán thêm ra nè. Ồ, ồ. Đấy, cái này thì một tí nữa lại tiếp tục giá tiêu cô bác. Giá bao giờ mà cái vỏ này nó bay ra hết thì thôi. Nên ở đây thì bà con làm cốm. Đấy, bây giờ thì đi xuống đi lên thăm ông một chút. Dưới nó chứ? Dưới nó. Chẳng tìm áo chứ? Ô khắp không? Tìm chếp khắp làn bán không? Tức còn ạ. Đấy, cái nhà bên dưới này là nhà của em trai của ông cụ của bác ạ. Hay vừa đi thì phải vừa để ý chó một chút. Có vẻ là nhìn thấy từ xa xa là ông cũng thu hoạch được một chút đậu tương này cô bác. Cái này dễ đắm dơ phải không? Lúc sang bây giờ đắm dơ đấy. Đi nắp rồi nhá. Ồ, lít dê tố ra. Ồ, lít hơi ra. Hay ông thì đi hộ em trai của mình thu hoạch đậu tương cô bác. Em trai của mình cũng cho 1, 2, 3 năm bó để làm giống hay sao ấy, để làm giống. Này leo qua chín đã hoặc à? Qua chín như nào? Ừ. Đây, cái ngôi nhà của ông thì thực sự ra mà nói cô bác, đi cái cánh cửa đi vào ấy rất là nhỏ, chỉ vừa là một người đi vào thôi. Ở đây thì theo cho lực đo là được tầm độ 60 phân đâu cô bác.
Hôm nọ cháu được vác gạo vào thì phải là dùng bao gạo đẩy trước thì mới vào được. Đấy, cái cánh cửa của nhà ông thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều rồi. Cô bác anh chị thì cũng đã biết rồi. Đấy. Mỗi lần đi vào nhà của ông cụ là có vẻ như ông sắp xếp đồ rất là gọn gàng này cô bác. Bác Năm ơi gì? Hả? Ồ. Vậy ông thì cháu thấy cháu Lực về cô bác. Ông bảo là đi đun nước một chút này. Chắc ông để pha chè hay sao á. Ủa cái đây cho cái dê á cái này à? Này ông đi vươn đây là dê không à? Ồ. Cái năm nay thì ông thu hoạch được là 1, 2, 3, 4, 5 5 bao thóc của bác ở đây thì không phải là bao đâu. Gọi là 5 cái bao nhỏ thôi. Cháu sẽ được xem là một bao của ông thì được bao nhiêu cân. Được tầm 15 cân đấy cô bác. Ồ, rất là khó. À. Nên tương phù ấy thôi này nào. Thế ông thì bảo là cái ông thì bảo ruộng ở nhà ông thì không có trâu rồi, thành ra là cho em trai làm. Đến lúc mà thu hoạch được ấy thì em trai sẽ chia ông một nửa cô bác. Thế ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là ông có những cái bông nếp này cô bác này. Nếp này thì ông thu hoạch về để làm mà thành từng chùm luôn. Đấy, sau này thì ông có thể là nấu xôi. Nếp này thì rất là thơm các bác ạ. Đấy, những cái nồi cơm điện này thì xem nào, cháu Lực hỏi ông xem có bị làm sao không. Nồi cơm điện này bắt đầu bắn là gì? Bắt đầu bắn là nồi cơm điện này à? Một bắn đầu rồi. Một bắn đầu rồi. Ông thì bảo là nồi cơm điện thì không có việc gì cả các bác. Mọi cái dùng rất là ngon và rất là được các bác. Có thể nói là dùng ông rất là thích. Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng có mua cho ông là chỗ này là hơn 2 cân cô bác. Hơn 2 cân thì người ta lấy là 300.000. Còn mua cho ông thêm một cái bộ áo mùa đông nữa cô bác. Cái này thì áo mùa đông cô bác. Nước này dèo bà tốt rồi, em dèo hóa hổ. Nước này hổ. Hổ. Em dèo bà tốt ở phát cửa hổ. Đây một tí nữa thì cháu Lực sẽ làm. Hả? Tôi hương mà hút vậy nào này. Điên bắt đầu đấy. Nó bộ tôi và phà cào quá. Nó tiếp. Đi. Ồ. Thế tôi hút bắt điên rồi. Bắt đầu là răng nước. Ừ. Này chờ điên thì là sữa rồi đó. Ừ. Ở đây á? Ừ, lê. Sạc vẫn khuẩn lê. Ồ. Lê bảo đây tôi sữa bảo chứ bắt đầu này à? Tôi thọt ở mai đắp mới à? À. Đấy. Làm lỗ cả. Đấy, có vẻ là đèn của ông thì vẫn còn rất là sáng này các bác này. Thế ông thì bảo là đèn hôm nọ cháu Lực mua cho ông thì hỏng hết rồi. Nhớ không bác ạ. Ồ. Này, liền điên vài vào cái này hả dê? Ừ, đi cần. Ồ. Điên. Ồ. Ồ, cái dê năng này trong con phư đi bác này à. Năng này trong con phư đi bác. Này, ông thì có một cái đèn mà duy nhất hôm nọ cháu Lực mua cho không bác. Không may là ông làm rơi xuống dưới kia. Thành ra là bị hỏng mất rồi. Ở đấy là em Hưng, em ấy chế lại cho ông. Làm như vậy thì cháu Lực cũng nhìn thấy là rất là nguy hiểm của bác. Quấn rất là nhiều lớp túi bóng. Vậy áo này thì mua rất là dày của bác này. Áo này thì mua gọi là nó vừa chống mưa một chút đấy của bác. Áo này chỉ rất là ấm luôn. Dê chỉ thuật cũng nèo nhá. Đi nung flop đúng không ạ? Không. Nung ra. Ồ, dê nung cũng nèo nhá kìa. Cái áo này thì cháu Lực mua ở chợ phiên là người ta lấy là 400.000 cô bác. Phải nói là những cái áo ở trên chợ phiên ấy có nó sẽ khác giá ở dưới huyện một chút cô bác. Tại vì là một cái quãng đường mà người ta di chuyển lên thì chắc là người ta sẽ lấy cước một chút. Bây giờ thì cũng vào là mùa thu đông rồi cho nên là cháu Lực cũng được sự đồng ý của chị Trần Đỗ Giáng My là mua cho ông một cái áo khoác. Đây, dê nuôi nhá. Nuôi nạn nuôi nhá. Đúng không nhá? Hỏi chứ nổ. Đấy, cháu Lực chọn cũng rất là vừa ông này cô bác này. Đấy, ở đây thì cháu Lực mang cái chiều cao của ông với lại cái cân nặng của ông thì nói cho người ta bán thì người ta đưa cho Lực cái áo như này thì có vẻ là rất là vừa ông. Uốn này nó dê nọ mà nè mà đấy xít mai nùng cũng này luôn đó.
Bây giờ thì trời cũng khá là tối tối một chút rồi cô bác. Ai ở thằng Tư Bốc này rồi dèm này à? Ừ. Vào cái chỗ mà giường ngủ của ông cô bác thì có vẻ như là ông giảm rất là gọn gàng này cô bác. Đấy, chăn màn thì cũng được là chị Trần Tố Giáng My nhờ cháu Lực là mua cho ông hết cô bác. Nói là cái ngôi nhà của ông thì cô bác không có nhìn thấy là chẳng có cái đồ dùng gì mà giá trị cả. Bây giờ chỉ có muốn nói là cái nồi cơm điện này thôi. Du mày chính cả thằng nào mà nào chứ? Nếu mới lái chứ thằng? Đấy, mỗi lần cháu Lực xuống thì cháu Lực đều hỏi ông là mắm muối mới chính ông thì đã hết chưa? Nếu mà hết thì cháu Lực sẽ lại trích cái tiền quý của chị Trần Tố Giáng My ra là để mua cho ông. Thế còn thịt này thì cháu Lực xuống thì thịt treo thì cháu Lực cũng đã làm rồi. Và thịt ướp muối thì cháu Lực cũng đã làm hết rồi. Thì mua cho ông thì một tí nữa ông sẽ tự làm luôn cô bác. Làm nó tốt hay dễ không? Nếu dễ không? Tiếng phảo á? Một cân bò cái gì chứ? Năng này cái gì chứ? Bò, một phảo lắm cha. Bò à? Bây giờ biết phảo mà? Ừ. Ồ, dê của mi rồi ta kìa. Ồ, thế ông thì vừa bảo là đun nước lên các bác. Ông không có cái ấm để ông pha chè. Thì ông đi xuống nhà chú của, đi xuống nhà em của ông ấy mượn. Thì tuần sau nữa thì cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ mua cho ông thêm một cái ấm luôn các bác. Ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy đây có một cái bếp, mà cái bếp bằng than hôm nọ thì được bên bên xá người ta hình như là mối gia đình là được một cái sao các bác. Hãy vào trong cái ngôi nhà của ông thì phải nói là thật sự ra cô bác này, cô bác có thể nhìn thấy là những cái tấm tre và những cái thanh tre đan vào nhau thì có vẻ như là hở rất là nhiều cô bác. Hãy ở đây thì gọi là dùng để che những cơn gió cô bác, chỉ gọi là nói để che thôi chứ thật sự ra để mà nói thì cháu Lực nhìn vào thì có thể là nếu mà có những cơn gió hay cơn mưa vào thì nó hát vào rất là nhiều. Còn ở phần phía bên này thì có thể là nhìn thấy ông là đan tỉ mỉ hơn một chút cô bác. Có thể là đây là cái cách mà người ở trên vùng cao này cô bác này, người ta dùng mà chưa có những cái tấm gia đình không có điều kiện để đi xẻ được những cái tấm ván gỗ về, hay là không có điều kiện để đi mua được cái tấm ván gỗ về thì những cái cây tre cây nứa này thì được là bà con lên trên tận trên rừng già kia để lấy về, xong là băm chẻ cho nó nhỏ ra, xong mà đan vào nhau, thế là thành một cái tấm mà để lợp bằng cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy này, vào trong cái ngôi nhà của ông ấy, trong này thì có vẻ như là nó có để đấy thôi cô bác, chứ không có dám mà đi vào nữa. Nếu mà bây giờ đi vào thì có những chỗ thì nó sẽ bị sập đi cô bác ạ. Còn ra cái chỗ phần chỗ ngủ ông ấy cô bác, thì hôm nọ thì cháu Lực xuống thì có bắt gặp là một cái cơn mưa cô bác. Có thể nói là mưa mà hớt vào trong cái chỗ giường ngủ của ông luôn. Thì đêm ông ngủ không có được. Thành ra là cháu Lực được sự đồng ý của chị Trần Tố Giáng My là mua tôn vào để quay hết cái chỗ ngủ cho ông. Thì có thể nói là bây giờ cái chỗ ngủ của ông thì rất là ấm áp rồi cô bác. Nhưng mà còn một số chỗ thì cháu Lực chưa có làm đâu cô bác. Ví dụ như chỗ bên này thì hở rất là nhiều rồi cô bác này. Đấy. Bên này thì hầu như là những cái chỗ nào mà không có tôn, không có tấm tôn để che ấy, thì đã bị mọt hết rồi cô bác. Cái ngôi nhà của ông thì cũng được làm từ rất là lâu rồi, phải nói là tầm 3 đến 40 năm tuổi từ ngôi nhà này cô bác. Người ông thì bây giờ thì cũng chẳng có tiền để mà sửa chữa nữa, cho nên là ở như vậy đến bao giờ mà đến hết cái quãng đường của ông thôi cô bác. Mấy ông thì lủi thủi ở trong một cái ngôi nhà như vậy này cô bác này. Là thỉnh thoảng đi xuống nhà em trai của mình ăn cơm. Dạ năng đấy mà dạ. Khâu nước mi mẹ dạ khâu ạ. Khâu nước mi gì ta? Để cháu Lực hỏi ông rằng là gạo của ông thì mọi cái thì còn không, thì ông bảo là còn nhặt chén nào bật tứ má nhá cờ nè nhí thấy nhá. Chè này thì ông đi mua về có bác tự thôi mà nè dê thứ hai sâu mà dê bảo hứa sâu rằng bảo hứa thức
Ờ. Ông thì hôm nọ có đi xuống chợ để đi chợ để mua một số đồ của bác. Chiên quả liệu bác, tức nào mấy? Tức nào bà? Nào ra? Ờ. Hát tiên phải đi hứa chín phơ ra. Ừ. Vừa rồi thì cháu được hỏi ông là hôm nọ đi chợ thì là mua phở à, thì ông bảo là ừ. Hôm nào thì cháu được xuống thì cháu được xé mang cho ông một ít chè để biếu ông, để ông đưa phải đi mua cô bác. Hôm nọ thì ông bảo là không uống chè, thành ra là cháu được không có mua. Như đợt này thì thấy ông lại mua chè về, ông bảo là thỉnh thoảng các cháu xuống thì còn có chè để mà pha để mà uống không bác. Ô bùa gì một thùng à? Ông thì vừa bảo là nấu cơm, ăn cơm xong mới đi cô bác. Ngay bây giờ thì cháu được xé lại trích cái tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra, là đưa ông thêm 200.000 tiền mặt nữa. Ông đi ra chợ ông muốn mua thứ gì hay là ông ăn thứ gì thì ông sẽ tự mua cô bác. Này dê lá này, ở dê số bà có. Đấy. Ăn điên vai đấy, thứ ăn điên nữa, ăn điên vai mày ó. Đấy. Những cái công việc gì của cháu được làm thì đều được sự đồng ý của Mạnh Thường Quân và được sự đồng ý của chị Trần Đỗ Giáng My là cho cháu lực mua những cái đồ thực phẩm gì và đưa tiền mặt cho ông cụ thì cháu lực mới dám là đưa cho ông cụ cô bác, chứ để tránh trường hợp là cô bác nói cháu lực rằng là đưa tiền cho ông cụ thì không có xin phép ý kiến của Mạnh Thường Quân này nọ cô bác, thì mọi cái thì cháu lực cũng đã được sự đồng ý của chị Trần Đỗ Giáng My ra rồi. Hay như hoàn cảnh của ông cụ thì một tuần thì cháu lực sẽ xuống thăm ông một lần thôi, có tuần thì cháu lực sẽ xuống thăm ông được hai lần nếu mà cháu lực không có bận công việc gì nhiều ở trên nhà cô bác. Hay như cái thời điểm này thì cô bác cũng đã biết là trên nhà của ba ông cháu thì sắp chuẩn bị vào là khởi công rồi, bây giờ thì đang vận chuyển vật liệu vào nền nhà của ba ông cháu, vận chuyển hết rồi thì cháu lực thợ thì mới vào cô bác. Ở đây thì vận chuyển hết là vận chuyển những cái vật liệu gì cần trước thì để thợ vào thì người ta sẽ làm mà trước luôn. Nên trong cái quá trình mà thợ vừa làm thì mình có thể là vừa vận chuyển được luôn cô bác. Cái hoàn cảnh của ông cụ thì ở đầu video thì cháu lực cũng đã chia sẻ rằng là được chị Trần Đỗ Giáng My, chị sẽ đồng hành cùng cháu lực để hỗ trợ ông cụ này đến bao giờ mà ông không còn gọi là đủ sức khỏe, không còn ở trên thế giới bên này nữa cô bác. Trong thời gian qua thì cháu lực cũng phải nói là rất là may mắn khi mà được sự đồng hành của chị Trần Đỗ Giáng My theo cháu lực những cái hoàn cảnh nào và những cái chương trình của cháu lực đi làm hay đi trao tặng những phần quà tới cho bà con hay là đi tổ chức cái Tết Trung Thu cho trẻ em vùng cao thì đều có chị Trần Đỗ Giáng My đồng hành cả cô bác. Cháu lực cũng rất là cảm ơn và gửi một lời chúc tới chị Trần Đỗ Giáng My cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Bà này giờ chuẩn bị thùng bao mấy giờ à? Mà nên nó cháu như nó. Số nhân cháu bây giờ cá đầm đầm mái này. Đấy. Bây giờ đến mùa thu thì có thể nói là tầm 4 rưỡi 5 giờ là trời đã tối rồi các bác. Như là mùa hè thì đến tận 7 giờ thì trời vẫn còn là còn sáng trưng các bác. Vẫn tôi mới có thầy lá bay tàu phá mình. Tàu phá? Dê đấy, khâu có lắng dê khâu có nào đấy mà này à? Ừ, tư nào. Ở nào không? Bạn này bó cẳng này nào? Cái lão nó bị mắn thì mù lão tôi để lại luôn. Lấy chỉ tay là lão nào? Tắp sụp lý. Tắp sụp lý á? Ồ này vốn sư lại luôn bốn năm bó sắp sơ lên thì ta mới lại. Ở nhà em trai của ông thì có vẻ là có nhiều ruộng đất hơn cô bác. Ông vừa chia sẻ rằng là
năm nay thì được thêm nhiều bao sao ấy, nhà em trai của ông ấy. Nhưng mà nhà em trai của ông thì cũng chỉ gọi là đủ ăn trong thời gian đầu thôi cô bác. Nhưng mà đến tầm cuối năm hay là giữa năm đi thì lúc đấy thì gia đình cũng không có đi đâu làm thêm được công việc gì cô bác. Em trai của ông thì hình như là vợ thì cũng bị một chút là thiểu năng trí tuệ cô bác, không có được minh mẫn và nhanh nhẹn. Ông có chia sẻ với cháu Lực rằng là sau này nếu mà ông lúc đấy ông không có tự nấu cơm được thì sẽ được là em trai, con em trai của ông là lên chăm sóc cho ông ấy cô bác. Trước kia thì cháu Lực cũng chưa có biết đâu, nhưng mà do thời gian cháu Lực xuống cái nhà ông cụ nhiều hơn và cũng được là ông kể với cháu Lực, và cháu Lực cũng đã tìm hiểu thêm cái hoàn cảnh của ông, thì ông nói như vậy với cháu Lực cô bác. Nên phải nói là đáng lẽ ra như tuổi ông thì người ta đã có cháu, có con để mà chăm sóc rồi, nhưng mà đằng này ông thì lại không có ai cả cô bác, một thân một mình, phải nói là cô lập luôn, cô lập ở một cái ngôi nhà mà cũng rất là nhỏ thôi, và nói là cũng rất là sột sệt cô bác, không có được ấm cúng gì cả. Hay đến mùa đông thì có vẻ như là cái ngôi nhà của ông sẽ rất là lạnh ấy cô bác. Có những trận cơn gió thổi vào thì xung quanh nhà thì chưa có những cái tấm tôn hay là tấm gì che hết, thành ra là đêm sẽ rất là lạnh. Bạn này xác xít ở bàn pha bên mà hỏng mấy gì? Không, lát còn hỏng ra, xít còn ra. Ông thì bảo là đến mùa thu này thì ông chưa có đắp được chăn bông cho lắm cô bác. Thì mấy nữa, đến gần mùa đông thì ông sẽ lấy cái chăn mới của cháu Lực mua cho ông ấy ra để đắp. Năm nán bông rồi nọ. Ăn piêng này, piêng là lát rồi chứ? Dê ở mi nó nấy hả? Dê ở mi nó á? Đi mi lại ăn rồi. Đi mi lại ăn á? Thì ấm này thì là ấm em trai của nhà ông cụ ấy cô bác, ông cũng đi mượn về thôi. Sang chủ nhật tuần tới thì có thể là cháu Lực sẽ mua cho ông thêm một cái ấm như này này. Ông dê tôi chín hút á? Chín hút à? Này có thể nói là cái thuốc lào của ông ấy cô bác. Thuốc lào của ông ấy, ông thì vẫn còn hút, ông thì hút từ rất là nhỏ rồi. Này hút đầy từ bàn dê chỉ pí rút hút à? Lúa có ế từ vô nó yên cung cho chín à? Đấy, ông thì vừa bùa chín hút mới phải hút chút còn đấy. Đó là chín nước bàn đó. Ông thì kể với cháu Lực rằng là cái câu chuyện mà ông hút thuốc lào của bác từ rất là từ phải nói là từ lúc mà ông thanh niên hay sao rồi các bác, từ lúc mà ông thanh niên rồi những lúc mà đi làm ấy các bác, đi làm thì nếu mà mình không biết hút thuốc thì người ta không cho mình nghỉ ngơi, nhưng mà mình biết hút thuốc thì là người ta bảo là chuẩn mình còn có lý do mà nghỉ ngơi để muốn hút thuốc ấy các bác. Bây giờ thì sẽ ngồi chơi với ông cụ một chút, là nói chuyện với ông cụ một chút nữa thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển và lại đi về trên nhà của mình cô bác. Phải nói là mỗi lần cháu Lực lên thì cảm thấy như là ông có một cái niềm vui mới hơn đi cô bác. Ở nhà thì quanh quẩn thì cũng chỉ ở xung quanh nhà thôi, và đi lấy củi này thế thôi. Ông thì gia súc gia cầm gì thì không có. Trước kia thì ông còn đi lấy củi để đi bán ấy, nhưng mà bây giờ là ông không có đi, không có vác củi để đi bán được cô bác, chỉ là đi lấy xong là em trai của mình là mang đi bán thôi. Cái quãng đường mà em trai mang đi bán thì không phải là một cái quãng đường mà ngắn cô bác, phải nói là một cái quãng đường mà rất là xa và toàn lên dốc thôi, không có chỗ nào mà xuống dốc cả. Hay để đi bán được những bó củi mà lấy được 30.000 đến 40.000 đấy cô bác. Để ăn tí. Đấy, ông thì còn rót nước cho cháu Lực luôn đấy cô bác. Đấy, trời thì vừa nói chuyện với ông một lúc thì có vẻ như là trời bây giờ cũng bắt đầu tối cô bác. Nhìn vào cái ngôi nhà của ông thì có một cái bóng đèn mà rất là nhỏ nhỏ thôi. Cần tứ bóng đèn, cần tứ ăn bóng đèn một cân à? Bóng đèn đi hút lên nó mới. Đấy, cần tứ bởi bóng tứ một cân à? Bóng tứ phải điền lại. Điền lại ra? Điền lại. Phải cháu Lực hỏi ông rằng là có cần mua thêm bóng đèn to không, thì ông bảo là như này thì cũng được rồi, một mình ông sống như vậy thì cũng quen rồi cô bác. Phải nói là không phải là
Trước kia thì ông còn dùng bằng đèn dầu đấy, bây giờ thì được là bên nhà nước người ta hỗ trợ là kéo cái điện cho, thành ra là ông là có được là mới được xài điện đúng không á? Hôm nay mà tôi còn có mấy sát mà tôi làm này cũng phải điện lại thầu. Tôi làm gì á? Ừ. Cơ mà. Đây văn bài. Ồ. Tôi bảo có vài. Ồ. Ồ. Mấy sát ấy hơn đi. Ồ. Đi đâu sát lên đâu vào đi học thiên. Ồ. Cái thước phim hôm nay thì là cháu Lực cũng chỉ xuống là thăm ông cụ là xem là ông có bị làm sao không cô bác. Đi khá bao giờ ta mà đâu lấy? Ờ, lấy một khác mà ra. Ừ. Ồ, vừa rồi cháu Lực tưởng là ông là bị ghé cô bác nhưng mà không có phải. Thì sắp phong tắm ngàn nước miền mi à? Mi nào chứ ta? Hay cháu Lực cũng hỏi ông rằng là tất cả những thực phẩm ông rửa bát này, sữa tắm, xà phòng này thì đã hết chưa? Thì ông cũng có kể với cháu Lực rằng là chưa có hết cô bác. Đấy. Bây giờ thì hiện tại là chưa có hết nhưng mà đến tuần sau thì chắc là có khi cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ tiếp tục mua cho ông những cái đồ như vậy cô bác. Còn bây giờ gạo thì ông còn rất là nhiều cho nên là sẽ không có mua nữa cô bác. À, lùm dè lên, nào cắn lên. Bà đây lán ma lấy hai tổ lán luôn nó, lán thứ mà ồ. Ừ. Đấy, dè lên bà đây, hạc dù lấy á, mi con nó sẽ rủ rủ Hồng Kông được rồi. Này đi lo lắng rồi dè, thằng bật bà đây dè chỉ mà. Dè hiểu bố? Hiểu chưa ta? Ừ. Ờ, Lê Dè cảm thấy là vui mừng à khi thằng nó sắp chỉ mà mi con lo lắng từng bữa cơm, từng công sự ở đâu viện đây ngày mà ngày à? Ngày. Ngày ta? Ừ. Ờ. Dè hoa cam cảm ơn rồi đó, hoa cam cảm ơn bóng cắm này. Nhà toàn bay dè. Cảm ơn con Trung thằng Hồ Chí à. Ông thì vừa rồi nói một câu tiếng Nùng với lại thêm pha thêm tiếng Kinh rằng là cảm ơn chị Trần Đỗ Giáng My và tất cả các khán giả mà đang theo dõi trên kênh Bản Em là quan tâm tới hoàn cảnh của ông cụ cô bác. Đấy, còn bây giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin phép là di chuyển là đi về trên nhà của mình thôi cô bác. Đấy, tức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị.